Với 263 đại biểu trẻ em cả nước dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương tổ chức, chủ trì phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức, phiên họp đã ghi nhận nhiều kiến chất vấn, phản ánh, mong muốn của các đại biểu Quốc hội trẻ em giả định về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Mới 15 tuổi, nhưng Đặng Cát Tiên, học sinh trường trung học cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa, đã vinh dự được lựa chọn vào vai Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất. Trước khi tới Hà Nội tham dự các hoạt động, em đã tìm hiểu kỹ mô hình và cách thức hoạt động của Quốc hội. Cơ hội mà em được tham gia phiên họp lần này là một cơ hội rất là quý giá, không phải bạn nào cũng có được. Và chính cơ hội này cũng là một cái nguồn động lực thêm cho em để cố gắng tiếp tục trau dồi bản thân và có thể đạt thêm nhiều kinh nghiệm trên con đường đến với tòa nhà Quốc hội này trong tương lai. Hiện nay, tại phiên họp giả định, đại biểu trẻ em được đóng vai giả định mình là đại biểu Quốc hội, tham gia phiên họp của Quốc hội để thảo luận hai chủ đề: bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Dù là các ý kiến thảo luận tại phiên họp Quốc hội trẻ em giả định, nhưng lại là những ý kiến thực chất, phản ánh sinh động những suy nghĩ, mong muốn, nguyện vọng của trẻ em, đảm bảo các quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em theo luật định. Trẻ em thì cũng là một phần người dân của xã hội Việt Nam, cũng có quyền đóng góp ý kiến, nên cháu nghĩ là trẻ em cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng những bộ luật như thế này ạ. Vấn đề mà em quan tâm nhất đó chính là bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Và điều mà em muốn nói tại phiên họp giả định lần này là em mong muốn các cấp lãnh đạo cũng như chính phủ đã có thể nào mà giúp cho trẻ em đáp ứng đủ điều kiện cho trẻ em để trẻ em có thể phát diện một cách toàn diện và an toàn trên môi trường mạng. Em rất là vui và rất là hào hứng. Sau đó thì em chuẩn bị và đọc tài liệu cũng khá là nhiều để biết thêm về Quốc hội, và em có đi khảo sát xung quanh với bạn em. Và em mong muốn là mình có thể đem những điều và những vấn đề mà chị em mình đang gặp phải đến với Quốc hội để mà chị em Việt Nam mình sẽ có một tương lai an toàn và lành mạnh hơn ạ. Các nội dung của phiên họp là kết quả làm việc của chính các đại biểu trẻ em được lựa chọn tham gia phiên họp, cũng như thể hiện ý kiến nguyện vọng của hơn 41.000 trẻ em đại diện cho 25 triệu trẻ em cả nước. Việc các em được đóng vai là lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc chính phủ, đại biểu Quốc hội, được phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua nội dung của phiên họp tại hội trường Diên Hồng, góp phần nuôi dưỡng cho mỗi em ước mơ, niềm đam mê với nghề nghiệp, ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.